Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với clip chơi game tập Quixxi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ cầm một khẩu súng mà ở Việt Nam mới ra ở sự kiện tuần trước, nhưng mà đến bây giờ thì tôi mới có thể up lên được, bởi vì các bạn biết rồi, tôi rất bận mà. Đây thì khẩu súng này bên Việt Nam tôi hình như gọi là đuôi Demon Quantum gì đấy, tên rất là dài, tôi không đàn đọc, tôi ngại đọc lắm. Ở bên này thì gọi là Shock Demon, đọc thế nó còn nhanh hơn, gọn hơn. Đấy thì đây là ngoại hình khẩu súng này ở cái bộ sám 4. Sám 4 là mắc rồi nhá. Thì đây là một khẩu súng thuộc dòng Demon và cũng phải nâng cấp giống như các khẩu súng Demon thôi. Với nhận xét của tôi về khẩu súng này thì đầu tiên đó chính là nó có cái tốc độ thay đạn rất là nhanh. Đấy là điểm tôi thích nhất về khẩu súng này. Chỉ cần 1 giây thôi là có thể nạp đầy đủ 80 viên để tiếp tục bắn rồi. Đấy, còn về dòng SMG thì các bạn biết rồi, nó rất là ổn định. Và nó chỉ mạnh khi các bạn phải biết công ở cự ly gần thôi, chứ đứng xa là bắn nó hơi yếu. Thì khẩu súng này nó sử dụng đạn lục cho nên là đáp nó không to cho lắm. Nên là tôi sẽ phải trang bị vào đây một cái ngọc sát thương A để bắn cho thấm hơn. Còn chỉ số tổng thể thì đây, cho các bạn xem luôn nhá. Ok, thì bây giờ tôi sẽ bắn trận này mà hình như tôi đùa chứ, yếu máu rồi, tôi còn dí mặt vào đây làm cái gì không biết nữa. Ui dồi ôi, mù mắt à. Đứng lên làm gì không biết nữa. Bây giờ lại mò lên. Ôi sợ, không chết à? Thế thì tôi nghĩ là tôi không cần hồi sinh nhanh đâu. Thực ra là nếu không phải tôi nhiều ca kim cương, nhưng mà vấn đề rằng là dù tôi hồi sinh nhanh thì nó cũng chả được mạng nào, mà bởi vì là thường thì những lúc mà địch nó đang công ở nhà ấy thì hồi sinh nhanh nó mới gọi là cái cần thiết. Rồi này, sang trái luôn đi, sang phải chán rồi. Mẹ thật, con chấm máu gì đó, bắn trúng vào đầu rồi. Những con fan sniper ở đằng kia thì phải, tôi kệ nó đi. Sang đây mắc luôn này. Dùng nạn xuyên giáp bằng lục thì tội gì cũng không xài cho nó sướng thế này. Còn cầm dao múa à? Cầm dao nhảy múa à? Đây là đấu danh. Đây có phải là cái đây có phải là sân khấu đâu. Thì tôi thấy mày có thể cái team bên kia di chuyển như con boss vậy. Đứng thì đứng à, nó được 2-3 kill rồi, không biết là hay là lần này hồi sinh nhanh ra luôn đi, lỡ chẳng may được 30 kill trận này thì đẹp nhỉ. Lại mò lên tiếp vào. Rồi anh còn cố lên, còn 4 kill nữa thôi. Đừng để cho đồng đội mà mình KS hết, không là mà phí đấy. Trận này phải được 30 kill thì nó mới đẹp. Ôi giời. Trường ạ, cái M4 kia thì hình như là M4 xanh ấy, cái khẩu đấy thì tôi có chơi rồi, bắn rồi.
này là giống M4 thường thôi, chắc là tôi sẽ làm sau vậy. Ôi sao rồi, rồi còn đúng một kin nữa. Thôi không sao, sang trận mới đi. Trận này, trận này thì công nhận là các bạn thấy Zin nó một bọn mấy cái team đỏ đấy di chuyển như con boss vậy. Còn chủ yếu toàn là đứng im thôi, nên là bắn không bỏ. Nên map này thì lại phải cờ thì tôi phải map này thì phải ép lên mới được. Thường thì nó không phải quan trọng về trình độ là mấy, cái map này nó là về lợi dụng cái vòng hồi sinh ấy. Cứ bạn nào mà hết vòng hồi sinh cái là xác định luôn, không phải nói nhiều. Trình các bạn có giỏi cỡ nào thì cũng vậy, quan trọng vẫn là công lên mà bắn thôi. Sao vừa vào đã phải kích nhau thế, có gì cứ từ từ nói chuyện nào. Để có hàng ngay trước mặt cái kia mà tôi lại cầm bom là giơ bom làm gì không biết nữa. Một đấy có vòng hồi sinh là tôi chết ngay mà. Lên nào. Ủa đông đấy, đông đấy, đông đấy, đông đấy. Cả team luôn à. Đây, 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 đây. Cứ mất vòng hồi sinh cái là chết ngay. Trên tôi mới bảo rồi là không, là nó không phải là phụ thuộc vào trình độ đâu. Kể cả Pro cũng có thể tạ đấy. Công nhận là cứ là chơi cứ mà cứ công lên thế này mà dã thì sướng lắm nhỉ. Đạn thì nhiều nên là không lo mà hết đâu mà. Ơ tao đâu ấy, thì không phải ở đây mà núp vào thần thánh núp rồi. Bên này chúng nó hay chúng nó đi móc nhá, rất hay hay đi móc luôn. Tại sao bên Việt Nam mình thì lại không cho phép không được đi móc nhỉ, trong khi là cái chỗ đấy nhà phát hành cho ra để làm gì. Ôi dồi, đồng quá đi mất thôi. Quả này mà có cầm trong tay một khẩu súng QBZ thì ngon nhỉ. Thôi chắc là cũng hết trận rồi, bởi vì là tỷ số cách biệt thế này rồi. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi, chào các bạn.